Thưa quý vị, năm học 2021-2022, các trường tiểu học trung học cơ sở sẽ tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Sau khi chọn được danh mục sách giáo khoa thống nhất cho các khối lớp 1, 2, 6 trên toàn thành phố cho năm học sau, công tác tập huấn bồi dưỡng cho giáo viên đã được ngành giáo dục thành phố nhanh chóng triển khai. Thực hiện nghiêm công tác phòng dịch, đảm bảo tiến độ bồi dưỡng sau lựa chọn sách giáo khoa, những ngày qua giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đã được tham gia các lớp học trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Ngoài việc bồi dưỡng trực tuyến theo kế hoạch chung của ngành, các trường còn tổ chức cho các thầy cô giáo sinh hoạt chuyên môn trao đổi những vướng mắc để cùng nhau gỡ khó. Thì trong các ngày này thì các môn đã được tập huấn, thì nhà trường cũng hỗ trợ rất là hỗ trợ về mặt cơ sở vật chất, về mạng để mà giáo viên có thể tiếp cận với cái chương trình tập huấn từ Bộ Giáo dục. Cùng với đổi mới phương pháp dạy học, chương trình mới ở lớp 6 xuất hiện như môn học mới như hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp hay môn học theo hướng tích hợp như khoa học tự nhiên, lịch sử địa lý. Rất nhiều thay đổi trong chương trình mới ở bậc trung học cơ sở, buộc mỗi giáo viên phải chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, thay đổi tư duy dạy học. Và cái sách mới này thì nó viết theo cái chương trình là liên môn, nên là thấy được cái tầm quan trọng của vấn đề liên môn và giúp cho giáo viên và cũng như là học sinh thì sẽ đưa ra hay là giải quyết một cái vấn đề hiện tượng theo một cách là tổng quát hơn cái chương trình cũ. Với mục tiêu đổi mới giáo dục, nhiều năm qua, các trường học trên địa bàn thành phố cũng khuyến khích giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, sinh hoạt chuyên môn. Do đó, việc tiếp cận chương trình phương pháp mới cũng không quá khó khăn. Không chỉ riêng giáo viên dạy các môn lớp 6 mà tất cả giáo viên trung học cơ sở đều nắm được tinh thần chương trình mới để chủ động triển khai ở những năm học tiếp theo. Nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch. Trước hết, đó là về cái đội ngũ, là nhà trường lập danh sách và cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đầy đủ tất cả các lớp tập huấn do Sở Giáo dục và Phòng Giáo dục tổ chức. Sau đó, các thầy cô cốt cán sẽ về tổ chức tập huấn lại cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm. Thực tiễn triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở lớp 1 trong năm học 2020-2021 đã cho thấy đội ngũ giáo viên có vai trò quan trọng, góp phần quyết định sự thành công của chương trình. Từ nay cho đến khi năm học 2021-2022 chính thức bắt đầu, ngành giáo dục thành phố sẽ tiếp tục triển khai tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên, xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng để tạo những chuyển biến về chất trong công cuộc đổi mới giáo dục.